cháu ruột, kêu bằng cô. Dạ. Con chào bà nhé. Dạ. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 75. 75 rồi. À. Thì hôm nay con đến thăm cái hoàn cảnh của anh Lâm, giỏi anh Lâm. Anh Lâm. Anh Lâm. Năm nay là anh mới có 36 tuổi hả bà? Dạ. Thì bà có thể chia sẻ cho con cũng như là quý vị khán giả được biết là cái hoàn cảnh gia đình của hai vợ chồng anh Lâm là như thế nào không bà? Nghèo dữ lắm, không có chỗ ở. Cái này ở đậu với em vợ. Em vợ là nhà của bà hả? Dạ, nhà của bên vợ chứ không phải nhà tôi. Bà là gì với anh Lâm? Bà già ruột. Bà già ruột. Dạ. Là khi mà sau khi mà làm lễ ở đây xong là ngày mai là đem về bên bà chôn cất. Đúng. Rồi hôm bữa mà khi mà xảy ra cái sự việc đó, ai báo tin cho bà biết? Vợ cháu ruột kêu bằng bà ngoại. Dạ. Bị đi bằng thành phố, hai cậu cháu đi chung. Dạ. Rồi ngồi uống cà phê. Dạ. Rồi chưa kịp uống hết rồi cái cậu đi mần. Dạ. Mới về ra gì nè, mắt tay hả. Rồi thôi, là mình qua trạm với xe lớn hả? Xe tải. Trời ơi. Thấy nước ruột gãy cái này hết trơn. Gãy ở dưới hả? Còn ông Thành đẳng này chiên dân nó ốc luôn. Trời ơi. Lấy cái... Hồi nãy giờ bà có vô trong chưa? Trời ơi, ở luôn hai bữa rồi. Là bà nãy con thấy bà ở ngoài này. Sao bà ngồi ngoài này không vậy? Ăn đón bụng quen nặng, kêu xe hay gì vậy? Hai người là... Con nghe nói là... Kêu ăn bệnh dùng cái đây. Chú, kêu ông Bình. Nói chuyện là mấy giờ đi. Là kêu xe. Kêu ông Bình dùm. Mình đi ăn chạy, ấy chứ, đây có biết đâu. Tại cho cái số điện thoại. Điện xe để ngày mai chở đi hả bà? Dạ. Bây giờ tôi không có điện thoại. Thì cái thằng kia thì có. Dạ. Nó cho rồi điện ngay nó. Dạ. Vậy đó cháu, gì vậy cháu? Con nghe nói là hai chồng là đi làm thuê làm mướn trời kiếm sống thôi. Trời ơi, làm dữ lắm. Bắt ốc từ con ốc một hướng nữa. Ốc quắn, ốc gì cũng bán. Cho con, tôi hỏi thử, cô Lùm ơi, cho tao hai bà con ăn nấu ăn. Trời ơi, để gì bán gạo con quá. Trời ơi, gì không đó hả? Không á. Bà có hay qua đây chơi không? Hả? Lúc trước bà có hay qua đây chơi không? Có, hoài hả? Qua đây hoài luôn. Vậy tại sao mà anh Lùm với lại chị không ở bên kia mà ở bên đây? Nó ở Tư Nghiên. Ở Tư Nghiên hả? Không có ở bên kia. Hồi đó giờ ở đây hay ở đâu nữa không? Hồi đó ở bển, bây giờ về ông và vợ họ chết hết trơn rồi. Dạ. Rồi về ăn Túc Nhang. Dạ. Phía trong là căn nhà của bên vợ. Nhà bên vợ. Cái nhà này, cái thằng bằng áo đỏ đó. Dạ, của anh áo đỏ ha. Em Út. Cái đó là em Út. Em 5562. Em vợ. Em 5532. Dạ. Rồi nhà đó tôi mấy bữa gài xuống như này miệng nhắn nhắn không có cầm tiền. Kêu xe đó, là nó đưa số cho chủ xe điện không? Chưa lẹ tự dở miệng nha. Từ khi mà thấy con mình gặp nạn như vậy bà chắc bà buồn lắm hả? Rồi bên đó là bà sống với ai? Sống con nhỏ con gái giữ em bé chiều nay nó về. Dạ. Rồi nó ngủ rồi sáng đi mần. Rồi cái gì ở nhà mình nên. Ở nhà mình nên. Nấu lon gạo. Bà có đông con không? Năm đứa con. Bà chết đứa còn bốn. Chết anh Lụm. Anh Lụm đúng không bà? Anh Lụm hả? Hả? Anh Lụm đúng không? Anh Lụm. Lùm, anh Lùm. Gió dân Lùm. Dạ, năm nay mới có 36 tuổi thôi cả nhà. Đây là mẹ ruột của anh. Hồi đêm kia, nó điện về. Bà già Bảy ơi, chị Bảy ơi. Chị Bảy mỏ nhọn. Như tôi nghĩ á, mày giỡn. Vừa điện vừa giỡn hả? Giỡn ngày sáng, chết. Trời ơi. Trời ơi, trời. Điện về thăm mẹ mà nói giỡn gì đó. Lâu lâu mới giỡn vậy thôi. Hát cái này chứ. Với não, trúng cái não đầu. Trời ơi. Bà anh cũng lớn tuổi rồi, khi mà thấy con như vậy cũng đi qua đây. Đêm nay bà không có ở lại đây với anh Lùm hả bà? Hả? Bà đêm nay không có ở lại với anh Lùm sao? Hả? Dạ, ở lại. Mời đi về luôn. Ngày mai về đi theo luôn. Đưa con về bệnh. Để chôn. Chôn. Bị xây rồi, xây kim chỉ rồi, không lẽ mình đào làm nữa, sao được. Dạ. Nay ngồi sao. Dạ.
chỉ làm một lần thôi. Ừ. Đúng rồi, làm nhiều lần không có nên. Kêu nhỏ mày chú về mượn tiền cho tao chứ nay. Ai đi chợ tao gửi mua thuốc uống. Không có 20 ngàn luôn hả? Trời ơi, gì tội nghiệp bà với vậy. Mấy quý ai? Không có tiền luôn. Ngồi không à, để đứng hồi té, ngồi dài xuống đi. Tội nghiệp bà không gì. Nó bảo là mẹ của anh Lùm á. Mẹ của anh Lùm. Hôm nay chắc đúng 75. Tết mấy 76. Ờ, Tết 76 tuổi. Mà tôi dám đi tới Măng Cá đó. Ừ. Mà lỡ bộ đi luôn á hả? Ừ. Trời ơi, lỡ bộ rồi à, rồi không có tiền ăn chậu á. Rồi ông quắc mới lớn nha. Đi mò. Ừ. 8 ký 20 ngàn. Giờ được 3 ký trời ơi mượn chết. Dạ. Dạ, mò ốc. Ừ, ốc quắn á. Ký 20. Thường ngày là bà làm mà. Mò ốc rồi kiếm thêm. Ừ, rồi à, không có rồi thôi. Ừ. Không có rồi thôi. Dạ, đi mò ốc. Bị nó có trứng quá, mình bán không được. Có con ở trong bụng. Ốc nó... quắn là con nó nhiều trong bụng. Đúng rồi. Đúng rồi. Ngày đi mò mấy ký bà? Rồi 3 ký hở sức rồi nha. Dạ. Còn chăn 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 gì nè, con lớn gì nè. Cái thùng bê dài nè, tôi mò cỡ này giờ hơn một thùng á. Rồi bà mò đem ra chợ bán rồi. Đi dài sốt nè. Dạ, đi về số. Ký 15 ngàn, ký 15 ngàn, thấp hơn cái ốc quắn. Ừ. Ốc quắn người ta thích. Nhà mình không có làm ruộng gì sao? Không có miếng ruộng nào. Không có ruộng luôn, mà phải đi mò ốc sinh sống hàng ngày. Dạ, ăn chậu rồi vậy đó. Cái hoàn cảnh của bà lão thấy già mà bà lão đi bắt ốc rồi từ nhập quá. Bây giờ cho mấy chú chưa chắc gì lộ bộ bằng đâu. Ồ, lớn tuổi mà lộ bộ giỏi gì đó ha. Tùy làm dỗ. Rồi thằng cháu chạy kêu quay quay cái gì mà anh Lùng nhớ rồi nó khóc tôi bảo què muốn mới chọc tao rồi. Mới điện chọc bà đây. Chọc hồi 5 giờ. Rồi sáng rồi chết. 5 giờ chiều hay là 5 giờ sáng á. Là lúc chọc á là 5 giờ chiều. 5 giờ sáng. 5 giờ sáng. Rồi giờ sáng rồi 6 giờ chết. Trời ơi, cách nhà có 1 tiếng đồng hồ thôi. Có 1 tiếng. Vậy anh có hay gọi cho bà như vậy không hay là bữa đó mới gọi có lần đó thôi đó hả? Trời ơi, gọi hoài hả? Chồng hoài hả? Có ốc không gì vậy? Dạ, anh làm người con thứ mấy của bà? Thứ năm. Dạ. Con thứ năm. Nghiệp khi mà lên trên đó làm ảnh mới đi có mấy ngày đúng không bà? Đi cũng hơi lâu rồi. Rồi về rồi đi nữa rồi cái thôi má mẹ ơi con đi chuyến này tới Tết con mới về ảnh có tiền xài. Không để đi về hoài không có tiền. Nói với bà vậy đó hả? Rồi đi chết. Dạ. Bà lão có cho anh làm ruộng đất gì nhiều không? Không có gì cho anh cho được cái nền nhà. Cho cái nền nhà. À. Mà anh Lùm anh có cất nhà có cất hết thời gian rồi. Ở thời gian rồi đó. Ông dạy dở chết hết thì mấy gì dưới này đốt nhang dưới phần này có dưới này có cơ sở. Cơ sở như chú mướn dục sình rồi móc đường nước gì đó. Dạ. Rồi bà lão có nghe cái vụ việc anh Lùm mà xảy ra vụ tai nạn đó. Bà lão có biết không bà lão? Cái đó vụ đó nó đi bằng. Dạ. Ở trong gạch thì nó tung ra gì nè, rồi cái xe tải gì nè, nó không có dòm mình. Ở trong mình đi ra. Rồi nó không có dòm mình, nó tung rồi. Cái thằng Thành ấy thì bể cái đầu, chảy mớ ốc ra, bóng, lấy cái bọc, Thành nắng. Thành là cũng cháu của bà? Không, người dân. Dạ, hàng xóm. Bể đậu luôn. Để xài ra chảy mớ ốc, mới lấy cái bọc, đựng bọc để kế bên. Trời ơi. Bà nghe hay cái tin đó chắc mà cũng đau lòng lắm. Trời ơi trời, tôi xuống tôi xỉu dễ bạch bạch. Con tôi mới đem nhỏ xuống tắm nè. Bà hay bà xỉu luôn? Xỉu luôn, mấy bà âm mẹ cài ẻ luôn. Dạ. Thường mà. Qua nay thiệt, mấy chú thiệt, qua nay không ăn cơm. Ăn không nổi luôn? Ăn không nổi, sợ mất hẹn, mình già rồi. Dạ. Sợ ăn rồi cái nó cũng nhão vậy mà sợ mình già quá, mình lo quá. Rồi bà lão thì hôm bà lão hay tin như vậy đó rồi thức không? Không, ngồi thức đi chơi rồi
Hôm qua là đem anh về là lúc mấy giờ vậy bà? Khuya. Hôm qua đem về khuya hả? Khuya. Bên nhà xe mà. Khuya. Mà bà qua đây luôn, bà về bà có gặp được mặt anh không? Thấy, thấy mặt trời ông ngủ nằm khuya khuya không mất miếng thịt. Đó cái hình đó. Đẹp trai hết chưa? Hiền như cục rất. Dạ. Hiền giống như chó mà nó cái vợ chủ quá cái chạy lên xe chạy lên mày đi đâu ạ? Bị vợ la hả? Đâu có y một ốc. Dạ. Vụ việc đã xảy ra ở huyện Cái Sách chị. Trời ơi xình cái kìa. Cho chuyện với bà lão. Cảm ơn bà rất là nhiều, con cũng xin chia buồn cùng với bà ha. Dạ cũng rất là mong. Cảm ơn chú. Thì đăng tải những cái đoạn video này lên thì lại nhận được sự giúp đỡ cho bà ha. Dạ. Cần vợ nhà trên cái con đường. Cảm ơn hai chú. Cả nhà thì mới vừa rồi cũng là những lời chia sẻ của mẹ của anh Lâm đó cả nhà. Mẹ của anh Lâm khi mà con mà xảy ra cái sự việc đau lòng đó thì bà cũng là người đến đây để nhìn mặt con lần cuối. Dạ đó thì các em xin tạm khép video này ở đây cũng như là hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn cũng như là xin chào quý khán giả.